Hơi hơn. Rồi tiếp tục xây bạn, xây nha. Bốn thanh vàng tiếp tục. Hay quá trời. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Cineno. Và ở cái video này mình sẽ có ba cái phiên bản đồ chơi mới về khủng long, cá mập. Rồi ok, hãy cùng với mình kiểm tra xem tất cả các phiên bản ở đây sẽ là phiên bản nào và cách chơi sẽ ra sao nha. Đảm bảo cái video này sẽ rất là vui nhộn luôn. Các bạn hãy cùng đi với mình đến cuối video nha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở từng lượt từ nhỏ đến lớn nha các bạn. Rồi, nhân vật đầu tiên của mình đó chính là một bạn khủng long trông như thế này. Và nó khá là giống một con khủng long có hai cái sừng các bạn ơi. Đó chính là Carnotaurus nha các bạn. Nhưng mà cái phiên bản này nó khá là độc lạ và khá là tức cười luôn. Nó là một phiên bản mini bằng nhựa PVC. Và cái kiểu dáng của nó rất là khác lạ. Các bạn có thể thấy là cái sừng của nó có cái màu sắc rất là đẹp như thế này nha. Đó. Và cái mặt của nó đang ở trong tư thế gọi là hai cái tay nè các bạn. Nó ngã ra phía sau. Và cái người của nó kiểu ngã như vậy các bạn. Rồi. Vậy điều này có nghĩa là gì? Nó là một cái phiên bản khủng long gì mà lạ lẫm và độc lạ hết sức luôn các bạn ơi. Không thể hiểu được. Bây giờ mình sẽ thử cho một cái vật thể nào đó trên đây nha. Mình ví dụ cái remote này. Đây là các bạn hãy tưởng tượng đây là một cái điện thoại nha. Và nó sẽ trông như thế này. Wow, thì không ai khác đó chính là một cái giá đỡ điện thoại mà hình khủng long các bạn ơi. Ok là một cái phiên bản độc lạ nha. Hết sức độc lạ luôn. Đó, mình sẽ để một cái bạn một cái giá đỡ điện thoại mà phiên bản khủng long mình sẽ để ở đây. Và sau đó mình sẽ để một cái điện thoại của mình lên và xem kết quả. Đó, thấy chưa? Rất là xịn sò và rất là cứng luôn, các bạn không lo ngã nha. Nó mặc dù là ở trên những cái thảm cỏ trong trên như thế này mà nó vẫn đứng rất là ok. Đó, thì điều này có nghĩa chứng tỏ là cái phiên bản giá đỡ điện thoại này khá là độc lạ luôn các bạn ơi. Là một người yêu thích khủng long thì các bạn không thể nào bỏ qua cái sản phẩm này ha. Tuy nhìn nó cũng hơi lạ lẫm một chút xíu, tuy nhiên là cách chơi và màu sắc cũng như là cái kiểu dáng và cái công dụng của nó đảm bảo sẽ làm cho bạn phải rất là hài lòng ha. Rồi, cái phiên bản này cũng khá là rẻ tiền thôi, các bạn có thể săn trên Sập Bé ha, hoặc có thể vào kênh Sập Bé Cineno Toy để có thể reorder phiên bản này lại của mình nha. Mình sẽ bắt lại cho các bạn nha. Đó, khá là đẹp và khá là dễ thương các bạn ơi. Tạm thời lìa xa em nó, chúng ta sẽ đến với lại một phiên bản khủng long khác. Mà phiên bản này nó khá là độc lạ nha các bạn. Một phiên bản khủng long cắn tay đến từ Plants and Zombies. Wow, phiên bản Plants Zombies 2022 nha các bạn. Mà nó là một con khủng long. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái con khủng long này ra cho các bạn thấy nha. Đây, kết quả của nó sẽ như thế nào đây. Phiên bản khủng long Plants and Zombies thì nó sẽ trông như thế nào các bạn. Mình cũng khá là tò mò. Bây giờ mình sẽ mở ra. Đây các bạn có thể thấy là một con khủng long đã xuất hiện rồi nè. Nhưng cách hoạt động của nó sẽ ra sao? Ủa sao băng keo nhiều quá vậy? Oh man. Rồi bạn, cuối cùng thì cũng đã cắt ra được hết các lớp băng keo ở đây. Rồi, vỏ hộp đã được gỡ ra. Ở đây sẽ có thêm một sợi dây để khóa các bạn khủng long của mình lại. Thì mình sẽ cắt cái này về ha. Ow. Rồi ok, vậy là đã cắt thành công các bạn nhìn xem nè. Wow, một bạn khủng long xanh lè xanh lát như thế này các bạn ơi. Ở đây có logo cũng như là ngày năm sản xuất ha. Rồi, phiên bản như thế này. Rồi, nó là phiên bản này hoạt động ra sao? Cái mặt của nó khá là ngầu và có rất là nhiều gai ở trên lưng, từ dài từ trên đầu nè các bạn cho xuống đuôi nha. Và khuôn mặt của bạn khủng long màu xanh lá cây này của mình nó khá là giận dữ nè. Bây giờ mình sẽ mở miệng nó ra. What? Miệng của nó đã mở ra rồi các bạn ơi. Rồi, thì mình đây là một phiên bản khám răng nha các bạn ơi. Một phiên bản tooth checker. Rồi bây giờ mình thử ấn qua nè. Không có gì xảy ra. Vẫn không có chuyện gì. What? Tiếp tục. Còn 3 cái thôi. Thôi à. Ow! Nó đã cắn vào cái tay của mình rồi. Đó là một cái răng ở chính giữa của cái hàm răng sắc nhọn này. Và nó cắn cái tay của mình rồi. Oh no. Hết sức là vui nhộn nha các bạn. Một phiên bản khủng long cắn tay thế hệ mới từ Plants and Zombies. Ok. Wow. Ow.
lần này chỉ cần một nút ấn thôi mà nó bị cắn thêm một lần nữa rồi các bạn ơi. Cũng khá là dữ với cái bộ ngàm sắc nhọn này nha. Và đặc biệt là cái bộ cái hàm răng của nó rất là cứng cáp. Đó, rất là đẹp nha, một phiên bản khủng long bạo chúa cắn tay rất là dữ tợn như thế này. Wow, vậy là mình đã có hai phiên bản khủng long rồi nha các bạn. Một bản là khủng long sừng bò Carnotaurus phiên bản mà gọi là một cái giá đỡ điện thoại, một cái phiên bản còn lại là phiên bản khám răng khủng long mà thế hệ mới. Ok là rồi, cho nó xuống các bạn. Vậy là mình đã có bộ đôi này rồi, bây giờ mình sẽ cho nó xài qua và bắt đầu sẽ chiến đấu với là một cái hộp khác, đó chính là kho báu của cá mập phiên bản hải tặc các bạn ơi, Shark Pirates. Như thường lệ chúng ta sẽ check qua cái hộp này một chút xíu nha các bạn. Đây là phiên bản Shark Pirates. Rồi, ở đây nó sẽ có hướng dẫn mình là insert the shark into the base. Rồi, thì có nghĩa là mình sẽ gắn cái bạn cá mập này vào trong cái kho báu này nha. Rồi, Shark Pirates get the gold before he strike game. Rồi, phiên bản này là kiểu như là mình sẽ lấy vàng từ cái con cá mập này nha các bạn. Rồi, để cách thức và thể lệ chơi của nó sẽ như thế nào đây? Đây là rule of the game. Rồi, thì mình sẽ xoay cái vòng này. Trong cái vòng xoay này thì nó sẽ hiển thị ra những cái con số cũng như là những cái vàng. Thì mình mỗi lần lấy một cái lượng vàng bỏ vào trong cá mập thì chúng ta sẽ được gì đây? Rồi, bắt đầu unbox ra nè các bạn. Ok. Wow. Đây là những thỏi vàng, rất nhiều vàng nha bạn. Wow. Rồi, lực chơi, đây là một cái đĩa xay và một cái nón hải tặc có in một cái đầu lâu như thế này. Tiếp tục là bạn cá mập và những cái thiết bị khác nha. Đây. What? Cá mập siêu to khổng lồ các bạn ơi. Wow, và nhìn cái mặt của bạn cá mập này của mình khá là dữ tợn các bạn. Và đặc biệt cái cổ của nó không biết tại sao nó cứ lân lẫn vậy nè bạn. Ok, bây giờ mình sẽ gắn lại nha. Mình đã gắn lại thành công rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ cho nó nằm xuống đây nha. Rồi, bên trong mình sẽ còn có thêm một cái bệ đỡ ở dưới các bạn. Đây, cái bệ đỡ này. Đây các bạn, cái bệ đỡ là giống như một cái vũng nước các bạn ơi. Và một phần đuôi của cá mập như thế này. Rồi, phía dưới thì mình cần phải bỏ pin vào. Và để xem nó đang ở chế độ on là không có pin nha. Bây giờ mình sẽ cho nó off và mình sẽ gắn pin vào để xem nó hoạt động ra sao nha các bạn. Mình cũng khá là tò mò để xem cái phiên bản này nó sẽ hoạt động như thế nào. Ok, mình nghĩ là như thường lệ mình sẽ cần đến 3 cục pin 1.5V. Đây các bạn, mình đã có 2 và cục thứ 3. Ok, 3 cục pin 1.5V nha. Và mình sẽ lấy cái tua vít này của mình để mình mở con ốc này ra. Ôi, nhưng mà mình nghe có gì đó bên trong nó kêu lắc lư nha các bạn. Đó. Không biết còn vấn đề gì với cái bộ mặt không. Hy vọng là không nha các bạn. Để chúng ta có thể có một cái cuộc chiến chi tìm kho báu của hải tặc cá mập nha. Ok. Hình như mình gắn cục pin này ngược rồi. Ok là. Rồi, bây giờ mình thử bật công tắc lên nha. Ảo, không thấy gì hết trơn vậy. Mình không thấy nó hoạt động bạn ơi. Không nghe âm thanh gì hết. Hay là pin này đã hết pin nhở? Mình thử đổi hai cục pin mới vô nha. Có một chút gì đó nghi ngờ. Hay hoặc là mình có thể gắn cá mập vào thì nhiều khi nó sẽ phát ra âm thanh đấy bạn. Nhưng mà mình cứ thử test cái pin trước nha. Ok. Rồi. Rồi, đang chế độ on nha bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái này vào lại nè. Rồi, bằng ốc lại một chút. Ok, bây giờ mình sẽ cho cá mập lên nha các bạn. Cá mập của mình sẽ có một cái chanh gài ở đây và mình sẽ gài cho đúng vị trí nha. Rồi các bạn, sau khi mình lắp cái bạn cá mập này vào trong đây nha, sau đó mình sẽ bật công tắc lên. Các bạn sẽ nghe tiếng nước chảy của nó nha. Và cái đuôi của nó sẽ quẩy nè. Đó, có nghĩa là cá mập của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái nón hải tặc của cá mập lên nha các bạn. Và bỏ hết vàng lên kho báu của nó. Đó, khi mình bỏ vàng thì cái đuôi nó sẽ lắc lư, thấy chưa? Ok. Đi vô. Ok, rồi. Lực chơi của chúng ta sẽ sử dụng cái vòng xoay này các bạn. Và mình sẽ đặt nó xuống nha. Sau đó mình sẽ xoay nè.
1, 2, 3. Rồi, khi xây đến đâu thì ở đây nó sẽ có là 4 viên tiền. Thì mình sẽ lấy 4 cái vàng đấy nha. Hãy lấy coi chừng cá mập nó cắn tay nha bạn. Đây, mình đã lấy được 4 viên vàng ra mà không có chuyện gì xảy ra. Có một viên rớt xuống nè, bạn thấy chưa? Rồi, tiếp tục xoay nè. Và lần này vàng đã chỉ vào ô số 1. Bây giờ mình sẽ lấy một cái 1 ra nè. Tiếp tục nào. Tiếp tục là 4 anh vàng nữa bạn ơi. Ui, gì vậy? Ui, có một cái rớt ra. Rồi, tiếp tục các bạn, xoay nhiều lên nha. Vào ô số 8 đi. Trời ơi, số 1. Ê, có một cái rớt, vàng rớt ra bạn ơi. Kho báu cá mập này nhiều vàng quá. Rồi, tiếp tục xoay bạn, xoay nha. 4 thanh vàng tiếp tục. Ai quá trời. Mình đã lấy cái mục số 4 các bạn ơi, chỉ lấy được một thanh vàng thôi thì cá mập đã cắn tay mình rồi. Điều này đồng nghĩa với mình là người thua cuộc rồi. Oh no. Và kết quả cái số vàng mà mình lấy được nó sẽ trông như thế này. Mình sẽ đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7. Và ở đây có thêm 4 mảnh nữa là 11. Chỉ lấy được có 11 tỏi vàng thôi chứ là bị cá mập cắn rồi các bạn ơi. Wow. Đúng thật là hết hồn thật sự luôn các bạn ơi. Oh, ok, đây là một cái game khá là hay nha. Và khá là vui nhộn luôn. Tuy nó là nó cái vòng xoay của nó hơi chuốn một chút xíu, tuy nhiên là nó vẫn có một cái gì đó rất là độc lạ ha. Bây giờ mình có thể thử thêm một lần nữa nếu các bạn muốn nha. Tiếp tục với màn 2 cảnh 1 đi săn kho báu của hải tặc cá mập các bạn ơi. Tiếp tục xoay nào. Xoay. Rồi, mũi tên đã chỉ vào số 2, mình sẽ lấy số 2 nha. Ê, khi mình lấy vào một cái viên vàng thì cái đuôi nó lắc lư các bạn ơi, đồng nghĩa là cái mập đen theo dõi mình nha. Tiếp tục nào. Số 8. Wow. Mình sẽ đã có được 8 thanh vàng. 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục xoay. Số 1. Tiếp tục xoay các bạn ơi. Lấy càng nhiều vàng càng tốt nha. 2. Xoay nào. Đây là số 2 nữa. Cẩn thận coi chừng nó cắn nha. Xoay. Và số 8. 2 3 4 5 6 7 8. Khi nào mình lấy hết được vàng luôn thì cá mập không cắn, nghĩa là mình là người chiến thắng nha các bạn. Tiếp tục nào. Đây là số 1. Xoay tiếp nha. Số 1 tiếp. À! Chưa kịp lấy được một cái viên vàng này nữa là nó thua thì nó cắn rồi các bạn ơi. Oh man. Hết sức đáng sợ luôn. Hết hồn luôn các bạn ơi. Cái trò này chơi dễ bị hết hồn quá. Ok là khá là hay đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tắt công tắc nha. Rồi. Đó, cụ thể là cái trò chơi mà săn kho báu của cá mập hải tặc nó sẽ trông như vậy nha các bạn. Khá là vui nha. Cái trò này mình chơi mình phải hết sức gọi là bình tĩnh nha các bạn. Và cố gắng lấy những cái thanh vàng càng nhiều càng tốt nha. Càng lấy được nhiều vàng thì đồng nghĩa chúng ta sẽ giành chiến thắng nha các bạn. Mặc dù nếu mà chúng ta lấy hết kho báu của cá mập hải tặc luôn mà không phải bị nó cắn thì đồng nghĩa là mình là người giành chiến thắng nha các bạn. Cái game này khá là phù hợp để chúng ta có thể chơi chung với những người bạn của mình nè. Rồi, sau khi mà mình có thể, thí dụ mà các bạn mà cần record lại thì các bạn có thể sử dụng cái con khủng long mà kiểu như là cái kệ này để gắn cái điện thoại đây và quay lại cách chơi mà tụi mình đã chơi ha. Rồi, ngoài ra mình sẽ có một cái game khác, đó chính là phiên bản Plants and Zombies Dinosaur Tyrannosaurus Rex mà phiên bản Tooth Tracker các bạn. Đó, phiên bản khám răng khủng long nha. Đó, cũng khá là vui. Sau khi mà mình chơi cái trò cấp độ 1 là phiên bản khám răng khủng long rồi thì mình sẽ chuyển qua cấp độ 2, đó là trên lên, đó chính là cái trò chơi mà đánh cắp kho báu của hải tặc cá mập nha. Khá là vui và khá là chất lượng luôn. Ok rồi, mình sẽ có thêm những cái phiên bản cá mập khác mà mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn hồi xưa. Đây là một cái phiên bản gọi là cá mập. Đây, các bạn có thể sử dụng cái đồ gấp này để gấp những cái thanh vàng ra nha. Đây là một sự kết hợp
khá là hay và khá là vui nhộn luôn. Hồi nãy mình quên sử dụng cái này nha. Tuy nhiên là các bạn có thể tới lượt chơi của các bạn thì các bạn có thể sử dụng cái thanh này, một cái đồ mà gấp vàng mà cá mập các bạn. Đó, khá là vui như thế này. Các bạn có thể lấy vàng của cá mập ra. Và lần này cá mập sẽ chiến đấu với cá mập. Wow, coi như bà con này nó dữ quá các bạn ơi. Vẫn thấy hết hồn mỗi khi lấy vàng của đó các bạn. Rồi, một cái đồ gấp cá mập cũng khá là hay và khá là dễ thương như thế này nha các bạn. Mình có thể kết hợp để có thể tạo ra một cái cuộc chơi nó vui nhộn hơn ha. Rồi, mình sẽ cho cái đồ gấp cá mập này sang một bên nè. Đó, rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp tục một cái phiên bản cá mập khác nữa. Đó chính là cái con cá mập hồi xưa của mình có những cái bánh xe các bạn. Cái con cá mập này nó có thể lắc lư cái đuôi như thế này và có đèn phát sáng ở trên lưng nha. Rồi, ở chỗ này nó sẽ có thể gọi là chế nước vào đây để cho nó có thể di chuyển cái miệng nó lên xuống như thế này các bạn. Đó, khi nó di chuyển thì bánh xe nè, cái miệng nó sẽ lên chuyển di chuyển lên xuống gầm vào gì ha. Và đồng thời có thể phun ra khói ở phần miệng như thế này, có đèn phát sáng ở miệng nữa nha, khá là đặc biệt. Thì bản cá mập này mình đã có từng review trên kênh của mình rồi, các bạn có thể xem lại clip review phiên bản cá mập này của mình nha. Rồi, vì mình thấy là cái bản cá mập này nó khá là giống với bản cá mập Megalodon có rất nhiều hàm răng như thế này của mình, cho nên là mình cũng muốn gửi lại cho các bạn xem để các bạn có thể coi được nhiều cái phiên bản cá mập của mình hơn ha. Và cả khủng long nữa. Rồi, ngoài ra mình có một cái phiên bản cũng khá là giống với lại cái phiên bản khủng long Planet Zombie này, đó chính là Giganotosaurus trong phim Giganoto luôn các bạn ơi. Một phiên bản hồi xưa của mình nha, cũng khá là hay. Phiên bản này nó dậm chân như nè, nó sẽ kêu bam 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 bam, sau đó sẽ phát ra âm thanh rah 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 kiểu vậy bạn. Cũng khá là hay và khá là nảy nọ nha. Phần đuôi của nó có thể di chuyển như này. Cái phiên bản này mình cũng đã review trên kênh của mình rồi, các bạn có thể xem lại cái clip review cận cảnh cái phiên bản khủng long Giganotosaurus khá là giống với phiên bản Blend and Zombie này của mình nha. Đó, bộ những cái nhân vật ở đây khá là vui và khá là chất lượng luôn. Các bạn có thể xem toàn bộ các bước lắp ráp nè, các bước review cách chơi nè, rồi cách hoạt động cũng như là cái thao tác chiến đấu của mấy cái bạn khủng long và mấy bạn cá mập này của mình. Ok, đây video này đến đây là đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Đừng quên cho mình một like ở video này và nhấn vào cái chuông để là người đầu tiên xem tiếp những cái phiên bản khủng long và cá mập mới ở những cái video sau sẽ có gì khác biệt và có những cái điều gì hay ho hơn nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.